tục với câu hỏi tiếp theo. Đây là một câu hỏi liên quan đến phần thực hành, một cái xu hướng của đề thi năm gần đây. Người ta tiến hành thí nghiệm oxy hóa glucose bằng dịch AgNO3H3, hay còn gọi là phản ứng trắng bạc ấy. Thì theo các bước sau, đây có 4 bước này. Bước 1 là cho 1ml dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch. Bước 2 là nhỏ từ từ dịch NH3 cho tới khi mà kết tủa tan hết. Bước thứ 3 là thêm 3 đến 5 giọt dung dịch glucose vào ống nghiệm. Và bước thứ 4 là đun nóng nhẹ để hỗn hợp ở 60 đến 70 độ C trong vài phút. Và người ta cho các nhận định sau đây, đây có 4 nhận định A, B, C, D. Và người ta hỏi là số nhận định đúng hay là số phát biểu đúng là bao nhiêu. Thì chúng ta đi kiểm tra từng cái một nhé. Ở đây là bảo là sau bước 2 thì dung trong ống nghiệm chứa phức AgNH3 hai lần OH. Thì câu này là đúng ạ. Vì bạn biết rằng là AgNO3 là muối, còn NH3 có tính bazơ. Bình thường thì muối cộng bazơ sẽ ra bazơ mới và muối mới. Tức là chúng ta thu được AgOH và NH4NO3. Nhưng cái AgOH ấy, thì nó sẽ tan, cái tuổi này nó sẽ tan trong NH3 tạo thành cái phức này. Ở trong chương trình của mình thì hãy nhớ rằng là có bạc, có đồng và có kẽm là những ion mà có thể tạo phức với NH3. Cho nên là các hydroxit của chúng nó sẽ không bị kết tủa trong NH3 dư. Rồi, thì đó là câu A. Câu B, ở bước 4 glucose bị oxy hóa thành muối amoni gluconat. Thì câu này là câu đúng. Chúng ta biết rằng là khi mà tráng gương ấy, thì các anhydride của chúng ta sẽ bị oxy hóa cái nhóm chất anhydride này thành axit. Nói chung là trong các cái điều kiện oxy hóa thông thường thì nó đều thành axit. Tuy nhiên là do trong cái môi trường này của chúng ta có NH3 là bazơ, thì axit gặp bazơ sẽ phản ứng tạo thành muối. Và muối này là amoni gluconat. Câu này là đúng rồi. Câu C, kết thúc thí nghiệm thì thấy thành ống nghiệm sáng bóng như gương. Thì đây chính là kết quả của phản ứng trắng bạc. Tức là sẽ có một cái lớp bạc kim loại bám trên thành ống nghiệm. Đó, thì câu đấy là câu đúng. Câu D, ở thí nghiệm trên nếu thay glucose bằng fructose hoặc saccharose thì đều thu được kết quả tương tự. Thì câu này nó bị sai ở chỗ nào ạ? Glucose và fructose thì đúng là đều trắng bạc, nhưng mà saccharose thì không. Saccharose là đường không có tính khử, nó không trắng bạc. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ có 3 phép đúng thôi, A, B và C nhé. Đáp án chúng ta đây là C. Chúng ta tiếp tục bài tập tiếp theo. Đây là bài tập mà biện luận cấu tạo của các hợp chất hữu cơ chứa nitơ, một cái chủ đề không thể thiếu được trong đề thi những năm gần đây. Người ta cho hỗn hợp E gồm có hai chất X và Y. Cho nó X có công thức là C3H10N2O4, còn Y là C7H13N3O4. Trong đó X là muối của axit đa chức, còn Y là tripeptide. Nếu cho 27,2 gam E tác dụng hoàn toàn dịch NaOH dư đun nóng thì được 0,1 mol hỗn hợp hai khí. Mặt khác, nếu 27,2 gam E này phản ứng hoàn toàn dịch HCl dư thì được m gam hỗn hợp các chất hữu cơ. Hỏi giá trị của m là bao nhiêu? Thì ở đây để biện luận cấu tạo của hai chất này, chúng ta sẽ cần những thông tin sau đây. Nhất là biện luận được cấu tạo của X và Y nhé, thì mình nhìn vào tập trung vào cái gì? Số nguyên tử carbon, số nguyên tử nitơ và số nguyên tử oxy. Bạn thấy rằng ấy, Y của chúng ta là tripeptide. Tripeptide này có N3 và O4. N3 và O4. Phần carbon hydro thì là CnH2n-1. Đúng ạ? Vậy thì mình nhớ lại này. Là khi mình học về peptide ý, chúng ta nhấn mạnh với nhau rằng là đề thi thì thường chỉ hỏi tới các amino acid, các peptide mà tạo thành từ các amino acid no mạch hở có 1N2-1CH trong phân tử thôi. Và trong trường đấy thì công thức của tripeptide sẽ là C3NH6N-1N3O4. Thì rõ ràng là cái công thức này là nghiệm đúng như đó. Đúng không ạ? CNH1N3O4. Chứng tỏ là các amino acid ban đầu ở trong peptide này đều là các amino acid no mạch hở có 1N2-1CH. Thêm nữa, nó là tripeptide nhưng nó chỉ có 7 carbon thôi. Đó, thế thì chứng tỏ rằng 7 này phải bằng 2 cộng 2 cộng 3. Tức là gì? Ta dễ thấy rằng với 7 carbon thì Y của chúng ta phải là tripeptide tạo thành bởi 2 glycine và 1 alin. Thầy viết như này có nghĩa là có 2 gly 1 ala nhé. Thế còn trình tự như thế nào thì mình không khẳng định được. Nó có 3 đồng phân khác nhau. Có thể là gly gly ala này, có thể là ala gly gly hoặc là gly ala gly. Nhưng cái đấy không quan trọng lắm đúng không? Thằng này là xong nhá. Tiếp này, là X của chúng ta thì sao? X của chúng ta thì bạn nhìn thấy là ngoài oxy đây, 4 oxy. Nhìn thấy không? 4 oxy. Có 4 oxy. Thì theo kinh nghiệm mà thầy đã nêu ra ở trong khóa pen C cũng học này, trong khóa pen M chúng ta học về biện luận cấu tạo với amoni, thầy cũng nhấn mạnh lại này là số oxy rất là quan trọng nhá. Với 4 oxy này chứng tỏ nó phải có hai nhóm COO.
hai nhóm CO không có lựa chọn nào khác cả. Đấy. Thế và nhiều khả năng nó sẽ là muối amoni của axit carboxylic hai chức. Bạn thấy là nó giải phóng hai khí khi tác dụng với NaOH không? Nếu nó tác dụng với NaOH mà giải phóng ra hai khí, chắc chắn là hai khí này không thể nào là của chibutit, thì không thể nào giải phóng khí được. Đúng không? Chibutit này khi tác dụng với NaOH ra muối của amino acid thôi. Vậy thì ta ghép lại cái thông tin này vào, chúng ta thấy rằng là thế thì nó sẽ là muối amoni của một axit carboxylic hai chức. Đúng không? Kiểu như thế này ạ. Kiểu như thế này. Nhưng bạn nghĩ kỹ xem nó có mấy khí ạ? Nó có hai khí. Nó có hai khí đúng không? Hai khí tức là hai khí phải khác nhau. Vậy bên này này, một bên sẽ là amin hoặc là hai bên là amin. Tổng carbon nó bằng mấy? Bằng 3. Tổng carbon là bằng 3, trong đó hai nhóm CO này đã hết hai carbon rồi. Vậy nó chỉ có thể là như này. Ta dành cho thằng này một carbon. Nhân khi đó thằng này là NH3 thôi. Còn phía bên này sẽ là COONH4. Nói khác là muối amoni của acid oxalic với metinamin và ammonia. Rồi. Khi tác dụng với NaOH ấy thì bạn thấy là khí của chúng ta đây gồm có CH3NH2 và NH3. Và số mol nó làm sao? Bằng nhau, tỷ lệ là 1:1 mà, đúng không? Cộng thêm với cả muối dinatri oxalat. Thế nếu như tổng số mol khí là 0,1 thì có nghĩa là từng khí này sẽ là 0,05. Từng khí này là 0,05 mol thì bạn sẽ có mol của muối này là 0,005. Được không? Bạn có mol của muối này rồi. Có mol của muối này thì chúng ta sẽ có được khối lượng của nó. Có khối lượng của nó mà lại có tổng khối lượng của mol E thì chúng ta có suy ra được mol của thằng này, thằng Y không ạ? Hoàn toàn có thể được, đúng không? Chúng ta sẽ có này, mol của Y bằng mol của Y là G-peptide à? Mol của Y sẽ bằng này. Ta lấy khối lượng hỗn hợp là 27,2. Giờ chúng ta trừ đi thằng X. Thằng X này thì chắc là mình sẽ phải tính M lớn của nó. M lớn của X C3H10N2O4 là 138. Mol là 0,05. Rồi chia cho M lớn của Y là 203. Lớn Y thì bạn tính như này, bạn lấy 75 nhân 2 có 2 glim à, cộng 89. Đúng không? 1 ala trừ đi 2 nước. Chia tiếp mà, có 2 liên tiếp thì bạn sẽ ra được mol thằng này là bằng 0,1. Mol. Được chưa? Mol Y là 0,1 mol. Và như vậy thì hỗn hợp của chúng ta khối lượng là 27,2 gam. Thực ra là một hỗn hợp gồm có 0,05 mol của cái muối này. CH3NH3 cộng này, OCO COONH4 cộng. Và 0,1 mol của G-peptide chứa 2 gly 1 ala. Chưa? Khi mà thủy phân trong HCl dư, hoặc là tác dụng với HCl đi. Đó. Thì chúng ta sẽ thu được hỗn hợp các chất gồm này. Đấy, chúng ta sẽ có hỗn hợp các chất hữu cơ nhé. Hữu cơ thì gồm có gì nào? Chúng ta có muối muối clorua của metinamin. Metinamin clorua. Chúng ta có muối của glycine với HCl. Chúng ta có muối của alanine với HCl. Ngoài ra chúng ta còn có gì ạ? Chúng ta còn có acid oxalic là chất hữu cơ.
Đấy, thế còn chất vô cơ ở đây thì có gì? Chất vô cơ ở đây thì bạn có NH4Cl. Cái này không thể chất hữu cơ nhá, nhớ đề bài đây nó chỉ hỏi gì? Chất hữu cơ thôi. Phải tính đúng tính đủ. Đó. Thế bây giờ mol. Thằng này có 0,05 mol. Gly thì đáng ra là peptide này thì là 0,1 nhưng mà nó có hai gly cơ. Trên mol này là 0,2. Alanin 0,1. Acid oxalic cắt phát đây này, cắt phát đây này, từ acid oxalic. Thì acid oxalic ở đây chỉ là 0,05. Nó có NH4Cl thì mình không quan tâm rồi. Thì từ đây bạn bấm máy tính thôi, bạn nhân hết các m lớn của chúng nó ra. Bạn sẽ được m nhá. Lấy 0,05 nhân m lớn, 0,2 nhân m lớn, 0,1 nhân m lớn và 0,05 nhân m lớn. Thì chúng ta sẽ ra được kết quả đây là 42,725. Và đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án C. Tiếp tục bài tập tiếp theo, một bài tập cũng liên quan đến biện luận cấu tạo của chất hữu cơ. Người ta nói là thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ mạch hở E có công thức là C8H12O4 bằng dịch NaOH thì thu được anionic và hỗn hợp gồm hai muối của hai axit bazelic là Y và Z. Y và Z này thì có cùng số nguyên tử carbon và m lớn của Y thì lớn hơn m lớn của Z. Và người ta cho người ta bốn phát biểu ABCD đây, hỏi người ta số phát biểu đúng là bao nhiêu. Nói chung là không khó lắm đúng không? Bởi vì là bốn phát biểu thôi, không nhiều. Những bài mà khó thì chắc là nó phải nhiều hơn, nó phải 6 phát biểu, 7 phát biểu kiểu như vậy. Và cái dữ kiện liên quan đến phản ứng thủy phân cũng không nhiều. Thì thường những bài như vậy là không khó. Những bài mà thông tin nó phải nhiều nhiều dài dài cơ. Những bài như vậy mới phức tạp. Bây giờ thì ta sẽ cùng nhau làm nhé. Trước tiên là để biện luận cấu tạo của một chất hữu cơ thì bao giờ mình phải tính K. Độ bất đồng hòa K xem là số vòng và số liên kết pi của nó có tổng là bao nhiêu. Thì cách tính nhanh nhất là gì? Chúng ta so sánh với ancan có cùng hydro. H12 thì C sẽ là 5 thì nó sẽ no. Nhưng C đây lại là 8. C ở đây là 8 thì chứng tỏ là K nó bằng 3. Chênh nhau 8 trừ 5 đúng không? Là 3. Là 3 và bạn nhìn thấy nó mấy oxy đây? 4 oxy. Đúng không ạ? Có 4 oxy nên chứng tỏ nó phải là gì ạ? Có hai nhóm CO. Có hai nhóm COO. ST này thì mạch hở. Đây là ST mạch hở. Có hai nhóm chức ST, tức là có hai liên kết pi C với O rồi. Nhưng K đã bằng 3 chứng tỏ là nó còn có một nối đôi C với C nữa. Từ thông tin của giả thiết thì chúng ta có thể thấy là như thế này, nó ra được một ancol và hai muối. Một ancol và hai muối của hai axit oxalic. Trong khi ST là hai chức. Chứng tỏ là gì? Cái ST này tạo bởi một ancol hai chức nhá, ancol hai chức và hai axit carboxylic đơn chức. Đúng không ạ? Hai axit carboxylic đơn chức. Đấy, xin phép là ngăn ở đây để chúng ta viết sang bên này cho nó thoải mái. Thế thì cấu tạo của nó sẽ có dạng như thế nào? Nó sẽ có dạng là R1 COO, R2 COO và ancol thì sẽ làm cái R nào đó. Trong đó đây, hai thằng này thì cùng hydro. Người ta nói là cùng hydro. Cùng hydro thì chắc là phải khác carbon rồi. Cùng hydro mà khác carbon. Và với thông tin như thế này thì ta sẽ đoán ngay rằng à thế thì sẽ có một thằng no, một thằng không no. Chứ không thể nào mà cùng no mà lại cùng hydro được. Cùng no cùng hydro thì phải giống nhau, phải là một chứ không thể nào là hai thằng khác nhau được. Đã cùng hydro mà lại khác nhau thì phải khác carbon. Khác carbon như vậy phải có thằng no và thằng không no. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là ancol mà hai chức thì tối thiểu phải có hai carbon. Chưa? Như vậy bạn sẽ thấy là như này. Thằng này nó có hai carbon trong hai nhóm CO nhá. Thêm ít nhất hai carbon đây nhá thì tổng carbon này lớn bằng 4. Tổng carbon này lớn bằng 4. Mà thằng này là C8 như vậy thì tổng carbon của bọn này phải nhỏ hơn hoặc bằng 4. Đúng không ạ? Nhỏ bằng 4. Nhỏ bằng 4 mà trong đó có một thằng còn nối đôi rồi, mất đứt hai carbon rồi. Vậy thằng còn lại giỏi lắm cũng chỉ có đến hai carbon thôi. Tập hợp tất cả thông tin đấy lại, chúng ta sẽ rút ra rằng nó sẽ là một este có dạng như sau. CH3 CO C2H3, CH3 đây là vinin đấy ạ. CO ấy bạn thấy không? Muốn cùng hydro mà lại là khác nhau thì chỉ có thể là một thằng no, một thằng không no. Chưa? Thằng còn đôi. Rồi, còn phần axit thì bây giờ bạn phần ancol thì bạn thấy là bây giờ mình mất hai carbon rồi này. Dưới này có thêm ba nữa này.
5 đúng không? Trong khi tổng cộng là C8, vậy thì đây sẽ là C3H6. Ok chưa? Thế thôi. Bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi của người ta. Nó bảo là Y có đồng phân hình học. Y có đồng phân hình học. Chưa biết Y là cái gì nhưng chắc chắn là không có đồng phân hình học rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là cái nối đôi này này. Đầu mạch của nó là CH2, tức là hero và hero cùng liên kết carbon. Các bạn nhớ điều kiện có đồng phân hình học là gì nhá? Điều kiện có đồng phân hình học là chất đấy phải có nối đôi. Trong trình phổ thông là như vậy. Chất đấy phải có nối đôi và hai nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử cùng liên kết với một carbon mang nối đôi phải đôi một khác nhau. Phát biểu rất lằng nhằng, nhưng đại loại là A phải khác B và D phải khác E. Đúng không? Mà đây nó là hero với hero thì nó giống nhau rồi, vậy thì không có đồng phân hình học đâu ạ. Câu A này sai rồi. Câu B có 3 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E. E là cái chất, này, đây là E. Chắc là chúng ta sẽ chú thích kỹ hơn nhé. Y là gì? Đấy, tranh thủ nó hỏi về Y ta viết luôn. Y là axit carboxylic có khối lượng phân tử lớn hơn. Đúng không? Axit carboxylic có khối lượng phân tử lớn hơn. Vậy Y chúng ta là axit acrylic. Còn đương nhiên Z nhỏ hơn thì sẽ là acetic. Nhưng mà đây nó không phải là muối. À không phải là axit mà nó là muối. Chúng ta sẽ để là natri acrylat nhé. Và natri acetat. Tức là Y và Z đây là hai muối á. Kể ra nên nói rõ là hai muối Y và Z thì hay hơn. Rồi, Y và Z như vậy. Thế còn ở ý B này nó đang yêu cầu là hỏi xem là E có bao nhiêu đồng phân cấu tạo đúng không? Thì sẽ làm như thế nào bây giờ nhỉ? Cái gốc C3H6 này này, ancol của nó thì bạn biết là có hai ancol rất là nổi tiếng là propan-1,3-dion và propan-1,2-dion. Thế thì ancol thì có hai nhưng mà este thì sẽ có nhiều hơn hai. Lý do là vì như này ạ, thầy lại viết kén đây nhá. Lý do là bởi vì propan 1,3 thì hai đầu nó như nhau rồi. Nó có CH3COO này, CH2CH2CH2, OCO, đó, CHCH2. Đằng này do tính đối xứng nên nó chỉ có một cấu tạo này thôi. Thế nhưng nếu như mà bạn đổi cái phần C3H6 này này thành propan 1,2 dion thì bạn thấy ngay là nó có sự khác biệt ở chỗ là cái CH3CO này nó gần nhánh hơn hay nó xa nhánh hơn. Nếu nó xa nhánh thì chúng ta sẽ được thằng này. Còn nếu mà nó gần nhánh ấy, thì bạn sẽ đảo cái vinin kia sang bên này. Tức là gốc acrylat trước. Gốc acetat. Vậy thì nói nó có 3 đồng phân cấu tạo là đúng. Câu C cho Amonic tác dụng với natri dư thì được Amon Hero. X là cái gì ạ? X của chúng ta là ancol. À, thế chắc chắn là ancol hai chất thì giải phóng ra 1H2 là đúng rồi. Câu D, M của Z lớn hơn 70. Z của chúng ta đây, thằng này là bao nhiêu? 82. Lớn 70 là đúng nhá. Như vậy chúng ta có 3 phép đúng là B, C và D. Đáp án sẽ là... Chúng ta tiếp tục với bài tập tiếp theo, một bài toán về phần chất béo nhá, một chủ đề mà đề thi những năm gần đây cũng thích hỏi. Người ta cho hỗn hợp X thì gồm có axit palmitic, axit oleic và triglyceride Y. Khi đốt cháy hoàn toàn mgamic thì thu được 1,92 gam CO2 và 1,83 mol nước. 1,92 mol CO2, 1,83 mol nước. Mặt khác, mgamic thì tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,11 mol NaOH, thu được glycerol và dung dịch chỉ chứa agam hỗn hợp. Agam hợp gồm có natri palmitat và natri oleat. Hỏi giá trị của A thì gần nhất với giá trị của A ngoài giá trị của M. Giá trị của A thì gần nhất với giá trị nào? 32, 30, 31 hay là 29? Ok. Thế thì ở trong trường này các bạn thấy là khi mà chúng ta có cái hỗn hợp ban đầu vừa có axit béo tự do, vừa có triglyceride mà khi thủy phân ấy, khi xà phòng hóa ấy, mình chỉ thu được hỗn hợp muối natri của hai axit là palmitic và
oleic thôi. Thì có nghĩa là cái chất béo này, cái triglyceride này, nó cũng được tạo thành từ hai cái axit béo là palmitic và oleic, đúng không? Với glycerol. Thế thì trong trường này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ dùng phương pháp quy đổi. Quy đổi. Chúng ta sẽ coi hỗn hợp X là hỗn hợp gồm, đây thầy sẽ viết ra lời luôn nhé. Thứ nhất là axit palmitic C15H31 COH gọi là amon. Rồi, thứ hai là chúng ta có axit oleic C17H33 COH C-mon. À, B-mon. Dạ. Thế thì đây chính là hai axit béo tự do ban đầu rồi. Thế còn trong triglyceride này thì sao? Trong triglyceride thì bạn biết là triglyceride vốn là triester của glycerol với axit béo, đúng không nào? Vậy thì chúng ta có glycerol này cộng axit béo này thì ra được y và nước. Vậy y bằng gì? Y bằng axit béo cộng với glycerol trừ đi nước. Nhá. Trong đó thì glycerol này chúng ta gọi nó là mol là C. Thì cái phần nước tách ra sẽ là gì? Trừ 3 C. Nhá. Trừ 3 C mol nước. Đó. Ta quy đổi như vậy. Này thì bạn nào học phần quy đổi của este chất béo thì ta đã biết cả rồi, đúng không? Este bằng axit cộng ancol trừ nước. Nhá. Như vậy thì cái chất béo chúng ta sẽ bằng là axit này cộng ancol này trừ đi nước này. Trong đó thì cứ một glycerol thì có 3 nhóm chất este, tức là phải trừ đi mã nước. Thế thôi. Thì từ đây chúng ta có đủ 3 phương trình rồi, có 3 ẩn mà. Đủ 3 phương trình để giải rồi. Thứ nhất này, NaOH tác dụng với cái gì? NaOH tác dụng với các axit béo. Kể cả là tự do, kể cả nằm trong triglyceride, nó đều tác dụng với axit béo. Cho nên mình có A cộng B bằng 0,11 mol. Được chưa? Thứ hai là mình có mol CO2. Tổng mol CO2 thì bằng gì? Carbon của thằng này 16A. Carbon thằng này 18B. Của glycerol là 3C. Thì bằng 1,92. Và cuối cùng là mol nước. Nước thì gồm có này, chia đôi hydro ra. Đấy 32 đúng không? 32 chia đôi là 16A. Thằng này là 34 chứ. Không no mà. Chia đôi là 17B. Thằng này có 8 hydro là 4C. Thế nhưng ở dưới này chúng ta lại phải trừ đi 3C. Bằng 1,83. Giải hệ này thì các bạn sẽ được ABC. Ở đây thầy đã tính thì thấy là A, B, C là 0,06, 0,05 và 0,02. Từ đây thì bạn sẽ suy được cái phần muối này. Tức là A đấy. Sẽ gồm này của tripalmitin. Tripalmitin thì là bao nhiêu nhỉ? À không, xin lỗi, không phải tripalmitin mà là natri palmitat, đúng không ạ? Và natri oleat. Thì natri palmitat chúng ta sẽ như thế này. C15 này, ta lấy 15 nhân 12 cộng 31. Cộng 31. COO, COO là 44. Na 23, 278. Nhân với mol của nó là 0,06. Được chưa ạ? Thế còn của oleat, natri oleat 17 x 12 cộng 33 cộng 44 cộng 23 304 x 0,05. Thì các bạn sẽ ra được cái tổng của chúng ta ở đây. Thầy sẽ thử lấy nhá. 278 x 0,06 304 x 0,05 31,88 gram. Vậy cái mà gần nhất với nó sẽ là 32. Ta tiếp tục với bài tập tiếp theo là bài tập liên quan đến một cái hỗn hợp rất là phức tạp về este. Người ta cho X là một este no đơn chức, Y là một este đơn chức không no một đôi CC, và cả X và Y đều mạch hở.
Khí đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol hợp E gồm X và Y. Ở trong đó mol X lớn mol Y thì cần 7,28 mol, 7,28 lít oxy đo điều kiện tiêu chuẩn. Mặt khác, đun nóng 0,08 mol hỗn hợp E này với dịch NaOH lấy dư 20% so với lượng cần thiết. Rồi cô cạn dịch xong bằng đường thi được mg chất rắn khan và hỗn hợp F có chứa hai ancol đồng đẳng kế tiếp. Đun nóng F này với CO thì được hỗn hợp hai anhydride và cho anhydride này trắng bạc thì ra được 28,08 gam bạc. Hỏi giá trị của m là bao nhiêu? Thì ở bài tập này cả hai este chúng ta đều đơn chức và mạch hở, có nghĩa là chúng ta không phải lo lắng gì về chuyện nó là este của phenol. Vậy thì mol của este sẽ bằng với mol NaOH phản ứng, đúng không? 0,08 bằng với mol muối sinh ra sau phản ứng và bằng mol của ancol, đúng không? Bởi vì phản ứng sau phong hóa là gì? Một este cộng một NaOH ra một muối và một ancol, tỷ lệ 1:1:1 nên mol nó bằng nhau. Và nếu như thế thì mol ancol này đồng thời cũng sẽ là mol anhydride ạ, bằng 0,08. Thế thì một anhydride bình thường nếu mà trắng bạc, anhydride đơn chức nhá, ancol đơn chức nên là, mà nếu là este này đơn chức này, đây là ancol này đơn chức này và anhydride cũng đơn chức. Thế thì một anhydride đơn chức bình thường sẽ phải ra hai bạc, đúng không ạ? R0 khi trắng bạc thì ra hai bạc. Thế với mol của anhydride chúng ta vừa tính ở trên là 0,08 thì bạc lẽ ra là 0,16. Thế nhưng thực tế đề bài cho bao nhiêu? Đề bài cho là 28,08, mà nếu chúng ta chia 108 thì được 0,26 mol. Nhá, như vậy là nó lớn hơn 2 rồi. Lớn 2 lần rồi. Chứng tỏ là trong hai hít này nó phải có gì ạ? H0. Đấy, bởi vì chỉ có thằng này thì mới có thể tráng bạc mà ra 4 bạc mặc dù đơn chức. Vậy thằng còn lại của nó, thằng anhydride còn lại là đồng đẳng kế tiếp sẽ là CH3CRO. Đúng không? Thằng này khi tráng bạc thì sinh ra 2 bạc. Đúng không ạ? Bởi vì hai ancol đồng đẳng kế tiếp mà. Hai ancol tương ứng đây là CH3OH và C2H5OH. Đồng đẳng kế tiếp. Trên hai anhydride cũng đồng đẳng kế tiếp. Cái tỷ lệ trung bình của chúng ta ở đây thì là 0,26 chia cho 0,08. Đúng không ạ? 0,26 chia cho 0,08. Tức là chúng ta lấy mol bạc chia cho mol hít. Tỷ lệ này bằng 3,25. Chúng ta sẽ dùng đường chéo để tìm tỷ lệ mol. Thì 4 mà trừ đi 3,25 thì bằng 0,75. Đúng không ạ? Còn 2 với cả 3,25 thì hiệu là 1,25. Như vậy tỷ lệ sẽ là 5/3 về số mol. 5/3 mà tổng số mol là 0,08 thì chứng tỏ là thằng trên có 0,05, thằng dưới có 0,03. Thế mà đề bài thì đã nói rằng là mol của hỗn hợp E là 0,08, trong đó X lớn Y. Thì bạn biết rằng là hai ancol là hai ancol khác nhau và mỗi ancol là sinh ra từ một este. Vậy cái thằng X lớn thằng Y có nghĩa là X của chúng ta là thằng này này, este của CH3OH. Còn Y của chúng ta sẽ là este của ancol ethylic. Đấy, đấy là những thông tin đầu tiên mà chúng ta có được đây. Tức là chúng ta sẽ biện luận ra được hai ancol là gì, số mol từng thằng là bao nhiêu, từ đó suy được mol của mỗi este. Tiếp đến này, chúng ta biết rằng là X của chúng ta là este no đơn chức mạch hở. Estenol đơn chức mạch hở, đúng không? Bình thường mình sẽ để là CnH2nO2. CnH2nO2, đúng không ạ? Còn Y của chúng ta là este không no một nối đôi CC mạch hở. Công thức của nó là CmH2m trừ 2O2. Đó. Thế thì chúng ta có mol của hỗn hợp, có mol từng thằng rồi.
và chúng ta có mol oxy cần dùng để đốt cháy, thì nó sẽ giúp chúng ta xây dựng biểu thức liên hệ giữa N và M. Cụ thể là khi ta đốt cháy với oxy này, thằng này ra NCO2 và N nước, thì bạn sẽ có cái oxy này này, nó sẽ là 3N-2/2. Thế còn ở dưới này nếu mà đốt cháy với oxy thì ra được MCO2 và M-1 nước, thì bạn sẽ có cái oxy đây là 3M đúng không? Trừ 3/2. Nó vốn là 3M bên này này, trừ 1 rồi, bên này, trừ đi 2. Rồi, giả thiết thì cho ta số mol của oxy. Giả thiết ta số mol oxy, tổng mol oxy chúng ta sẽ bằng này. Ở phản ứng thứ nhất chúng ta có 0,05 monic nhân với 3N-2/2. Được chưa ạ? Còn thằng này thì sẽ là 0,03 nhân với 3M-2/2. Đó thì sẽ bằng 7,28 chia 22,4. 7,28 chia 22,4 thì bằng 0,325 mol. Và đến đây thì ta sẽ xây dựng được một biểu thức liên hệ giữa N và M nhá, một biểu thức liên hệ giữa N và M. Thầy sẽ thử này, chúng ta lấy 0,325 kia bạn nhân 2 này. À, sau đó bạn cộng với hai cái này, hai cái hiệu này, chỗ này là trừ 3 nhé. Đây, trừ 3. Đó, tức là bạn sẽ cộng với 0,05 nhân 2 và 0,03 nhân 3. Thì bên phải bạn sẽ có 0,84. 0,84 thì bằng 0,84 thì bằng 0,075. Đúng không ạ? N cộng với cái này 0,045 M. Đó. Chia đôi mà thì bằng 0,84. Thế thì chúng ta lấy 0,84 này chúng ta chia cho 0,015 thì bằng 56 á. 56 tức là 5N cộng với sorry là ở đây chúng ta sẽ 0,84 chia 2. Chúng ta đã nhân đôi rồi. Ở đây thầy lại chia đôi. À, chia đôi, nên là chỗ này nó sẽ là nhân 0,05 thôi. Cái này sẽ là 0,42 thôi. Ta có 5N cộng 3M bằng 28. To nhỉ? Khá là to. À. Ở trong đó thì bạn biết rằng là cái thằng X ấy, thì nó có COOCH3. Còn thằng Y này có COOC2H5. Như vậy thì N ở đây sẽ phải lớn hơn bằng 2. Còn M ở đây thì phải lớn hơn bằng 3. Đúng không? COOC2H5. Thậm chí là hơn thế nữa, đúng không? Không no mà. Không no một đối đôi mà. Thế thì nó phải cộng thêm 2 carbon nữa rồi, phải lớn bằng 5. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ lập một cái bảng. Một cái bảng liên hệ giữa N và M. Thì bạn sẽ tìm ra được cặp N và M phù hợp. Nha, M và N phù hợp. Trong trường hợp này thì xem nào. Chúng ta sẽ có như vậy, ta sẽ có là N bằng 2 và M bằng 6, đúng không? Nó thỏa mãn được cả cái điều kiện này. Đấy, nhớ rằng là DST không no một đối đôi nhá. Thì bạn biết rằng nó là RCOOC2H5 rồi. Đây đã có 3 carbon rồi đúng không? Gốc R tối thiểu phải có 2 carbon nối đôi nữa, cho nên nó sẽ là như vậy. Ok, và như thế thì chúng ta sẽ có hỗn hợp ban đầu của mình. Hỗn hợp ban đầu của mình sẽ gồm 0,05 mol của este có 2 carbon là HCOOCH3. Thằng còn lại có 0,03 mol. 0,03 mol của C3H5 COOC2H5. Được không? Và khi thủy phân với NaOH, thủy phân với NaOH, chúng ta sẽ thu được gì? Chúng ta sẽ thu được hai muối là 0,05 của HCONa, 0,03 của C3H5 COONa. Ngoài ra đừng quên chúng ta còn có NaOH dư. Nó bảo dư 20% so với lượng cần thiết, 20% của 0,08 tức là 0,016.
Đấy, thì toàn bộ cái này sẽ tạo thành chất rắn của mình nhé. Và bạn thử cộng nó vào với nhau nào. Ta có 0,05 nhân với 68, H sẽ bằng 68. Thằng dưới là 0,03 nhân với 0,03 đúng không? Nhân với thằng này là bao nhiêu nhỉ? Axit này là 86. Để mà thể nhúng nhầm, cộng 22 nhá, 86 cộng 22. Rồi, cộng tiếp với NaOH ta là 0,016 nhân 40. Thì kết quả là bằng 7,28 gram. Và như vậy thì đáp án đúng, chúng ta sẽ là đáp án B. Ok ạ. Đó, thì bài này thì thầy đang làm theo cách khá là truyền thống. Và tất nhiên là có những bạn có thể là sẽ dùng các phép quy đổi. Tuy nhiên là thầy nghĩ là dùng quy đổi thì đòi hỏi bạn phải rất là thành thạo và chắc về kiến thức. Còn nếu không thì các bạn cứ làm theo cách như thế này đi, chúng ta vẫn sẽ ra được kết quả mà không có gì là quá khó hiểu cả.